Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em một em Supra GTR vừa được shop mình nâng cấp một cái bộ phanh ABS 2 kinh dành cho xe này nha. Thì bộ phanh ABS 2 kinh có hôm tới thời điểm này thì có những cái gì khác biệt và so với thời điểm trước. Đây thì hôm nay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích với anh em luôn. Đây. Đầu tiên đó là dàn chân trước. Đối với cái xe này thì chủ xe không muốn độ heo và cũng không chưa, nói chung là tất cả đều nguyên bản, đĩa, heo và mâm đều là nguyên bản nha anh em. Thì cái này vừa được shop mình nâng cấp một cái bộ phanh ABS. Đối với combo phanh ABS lần này thì bên mình giới thiệu với anh em một cái điểm mới của bên shop mình, đó là đối với lại combo đĩa zin, heo zin và mâm zin thì bên mình thiết kế luôn cái bên cái bát ABS. Bát này là bát CNC ABS. Nó lắp đặt cái mắt cảm biến tích hợp giống như Winx luôn anh em, rất là gọn gàng và cứng cáp nha. Đó, bát này là bát CNC mình thiết kế cho heo zin, đĩa zin, và chúng ta lắp ABS á thì bên mình là không có chêm lông đền. Anh em có thể quan sát ở đây là mình không có vị trí này không có lông đền nha. Và đĩa chúng ta bắt mọi thứ là như zin luôn và không có cấn vướng. Chúng ta hoàn toàn hoạt động bình thường luôn. Đó. Đây về cái phần cảm biến ABS thì mình bắt anh đây lên đây và mình có những cái dây rút để cố định là sợi dây dầu rất là zin luôn. Và đặc biệt là dây dầu trước thì mình giữ zin nguyên bản nha, mình không có thay đổi nha anh em. Dây dầu trước là mình giữ zin nguyên bản, mình không thay đổi ha. Và được cố định bởi những cái vị trí mà cố định dây dầu rất là cứng cáp và chắc chắn, rất là đẹp, thẩm mỹ luôn anh em ha. Đó, độ như zin mà zin như độ luôn anh em. Anh thấy không ạ? Rất là hài hòa, rất là chính xác ha. Rồi ok. Với combo phía sau. Về combo phía sau cũng là cái combo zin, tức là anh em sử dụng bát zin, heo zin, đĩa zin và mâm zin. Đó, nhìn thấy luôn toàn bộ nguyên bản nha anh em. Thì anh em có thể quan sát nè, ở đây có một cái bát CNC. Mình đã thiết kế cái bát CNC này để mục đích là treo cái cảm biến cho anh em. Thì đây là cái vị trí treo của cảm biến ha. Đó, cảm biến được gắn vào đây và cũng không có trên lông đền với cảm biến nha anh em. Gắn vô là vừa khít luôn với cái đĩa luôn ha. Đó, anh em thấy không ạ? Gắn vô là vừa khít như zin luôn anh em nhé. Và đĩa cũng gắn như zin trên đè trên đĩa zin luôn, mâm lốp các mọi thứ là dàn chân này zin nguyên bản nha anh em. Với cái xe này thì zin hết luôn, thì anh em về lắp rất là đơn giản và dễ dàng. Bây giờ thì mình đã làm những cái bát như thế này cho nên là cái tỷ lệ chính xác của nó và ổn định rất là cao. Đó, anh em về mà anh em ở xa mua về tự lắp thì cũng rất là ok luôn anh em nhé. Đó, không phải lăn tăn về cái chuyện mà chúng ta sợ nó bị sai lịch hay là ấy nữa, chúng ta chỉ cần gắn đĩa vô ok là gắn bát vô là xong, không cần phải canh chỉnh gì luôn. Và đặc biệt là chúng ta không cần phải chêm một cái lông đền nào cả. Nó rất là ok nha anh em. Đó. Về vị trí của cái đèn báo thì đối với Supra GTR thì cái đồng hồ nó giống như kiểu Sonic đó. Đó cho nên là cái đèn báo thì mình lắp ngay vào vị trí này. Đèn báo là đèn báo ABS đây. Mình sẽ bật chìa khóa cho anh em xem nha. Đó. Khi chúng ta bật đèn lên nó sẽ sáng. Và sau khi mà chúng ta di chuyển khoảng 6 đến 10 km/h thì nó sẽ tắt cái đèn này nha. Và khi đã tắt đèn thì ABS lúc này nó sẽ hoạt động. Rồi. Mình video hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho anh em một số thắc mắc. Anh em hỏi là khi mà chúng ta lên ABS á thì có can thiệp vào hệ thống ESU của xe không? Cái này mình thông báo với anh em luôn là khi mình lên ABS thì mình không có can thiệp vào hệ thống ESU của xe nha anh em. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể tự tin lắp bình thường. Đó. Nó là một cái hệ thống độc lập, không liên quan đến hệ thống ESU zin của xe nha, không có chạm gì hết. Điện đài mọi thứ là độc lập hết nha anh em. Rất là ok. Đó. Toàn bộ là anh em gắn như zin. Và mình cũng trong cái kênh của mình cũng có những cái video hướng dẫn chi tiết để về cho anh em cách lắp cái ABS này rồi. Thì anh em cứ xem thêm video và anh em làm theo nhé. Đó. Về hệ thống phanh ABS thì nó sẽ giúp cho cái xe chúng ta ổn định hơn khi chúng ta đi vào những cung đường trơn trượt, thắng rất là ổn định, rất là đầm và chắc, và không còn cái hiện tượng sàn lắc cái xe này anh em nhé. Và vào những cái cung đường trời trơn trượt thì chúng ta thắng thoải mái luôn, tự tin thắng luôn, không có vấn đề, phải không có gì phải lăn tăn. Đó, nó sẽ giúp cho việc chống bó cứng phanh rất là tốt. Đó, và can thiệp kịp thời giúp cho chúng ta ổn định cái xe và cái tay lái chúng ta chắc hơn rất là nhiều. Và khi mà cái xe mà được lắp cái hệ thống phanh ABS 2 kinh này vào thì anh em sẽ có một cái hệ thống, một cái xe nó rất là ổn định luôn, chạy rất là đầm chắc và rất là tự tin. Đó, thêm một cái hệ thống cực kỳ an toàn, và trong một chiếc xe không có ABS thì khỏi phải nói luôn. Đó, đây là một chiếc xe Supra GTR. Thì về dàn chân của Supra GTR và Winner V1 và Winner X luôn anh em nhé. Nó giống nhau luôn, gần như là giống nhau hết luôn. Cho nên anh em lắp thoải mái bình thường như zin. Chúng ta lắp lên xe là nó sẽ y chang như vậy nhá. Thì anh em nào có nhu cầu muốn đặt hàng thì cứ alo cho mình qua số điện thoại bên trên góc màn hình nha.
Rồi với cái combo mà mình làm bát CNC như thế này thì sẽ giúp cho anh em là khi mà anh em mua về nó lắp rất là chuẩn xác, rất là ok và dễ dàng cho anh em hơn. Và thứ hai nữa là anh em cũng yêu cầu mình rất là nhiều về cái việc đó là làm cái bát cho nó chuẩn hơn và nó có độ tin cậy hơn. Thì bên mình cũng đã đúc kết và làm cho anh em những cái bát CNC như thế này để mục đích là cho anh em có một cái sự chắc chắn hơn và chuẩn xác hơn khi mà cái này lắp vào trong xe như thế này thì không còn độ xê dịch nữa và nó sẽ ok hơn rất là nhiều đó. Về cái dàn chân trước cũng vậy luôn ha, thì anh em lên cái bát CNC như thế này thì thứ nhất là giúp cho cái xe chúng ta đi nó chuẩn xác hơn, nó ok hơn và nó không còn cái hiện tượng là khi anh em tháo ra, anh em vá lốp hay là anh em thay lốp hay ruột gì đó thì anh em sẽ sợ bị nó bị cái iPad nó bị không hoạt động hoặc là như thế nào đó. Thì đối với cái bát này thì anh em giờ nó giống như là zin của hãng độ rồi, cho nên là của hãng làm rồi, cho nên là anh em không phải lăn tăn nữa ha, rất là ok luôn, rất là chuẩn xác đó. Về chiếc xe Supra GTR thì bên mình còn làm cho em nó một cái ổ khóa smart key núm titanium và bộ đèn Rig Magic đó, đây anh em nhé. Ok, về phần test ABS thì bên mình sẽ quay ở cuối video cho anh em xem luôn về chiếc xe này test ABS như thế nào, độ đầm chắc là làm sao ha, rất là ok. Thì anh em nào có thắc mắc gì muốn mình tư vấn rõ hơn thì anh em cứ nhắn tin qua số điện thoại trên các màn hình hoặc là gọi trực tiếp cho mình ha. Và anh em có thể liên hệ qua fanpage của shop Hoàng Trí Đắk Lắk hoặc là anh em nhắn tin qua Zalo số điện thoại này cũng được, bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Nếu anh em mua hàng từ xa thì anh em bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em trong quá trình anh em lắp đặt ha. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn em thật nhiều, hân ái chào tạm biệt. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test cái ABS ở bánh sau cho anh em xem nha. Cái này là mình đang chạy và mình test cho anh em xem bánh sau nha. Mình sẽ đạp bánh sau trước nè. Cái này là mình đang thắng ở bánh sau nha anh em. Đó, mình đạp cứng thắng luôn nhưng mà nó không có lết nha anh em. Mình thử lại một lần nữa nha. Cái này là mình đạp bánh sau. Cái này là mình đang đạp một mỗi thắng sau thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ thắng hai thắng cho anh em xem nha. Rất là ok nha anh em, rất là chuẩn, rất là đầm luôn và không hề có một cái gì đó nó khó chịu ở đây khi anh em chụp thắng gấp luôn. Ok, bây giờ mình làm thử lần nữa nè. Rất là ok nha anh em. Đó, thì vừa rồi mình test cho anh em xem một lần là mình đạp cái thắng sau thì cái quãng đường xanh nó dài hơn nhưng mà cái lớp bánh xe nó cũng không hề lết luôn. Và lưu ý luôn là mình đạp chết luôn nha anh em chứ không có phải là mình nhấp nhả nha. Và thứ hai nữa, khi mà cái lần thắng thứ hai thì mình bóp thắng chết cả hai phanh luôn, là thắng trước thắng sau luôn, nó rất là ok. Cái xe chúng ta không hề có hiện tượng là sàn lắc luôn mà thắng lại rất là dịu dàng luôn. Ok, mình thử lại một lần nữa nha. Anh em thấy là cái quãng đường phanh nó rất là ngắn nha. Ok, cái quãng đường phanh nó rất là ngắn và cái độ ổn định rất cao luôn. Nếu mà chiếc xe mà không có ABS thì chúng ta bóp thắng chết như thế này là chúng ta té rồi chứ không có nói năng gì cả. Thì nó sẽ làm cho cái xe mất ổn định đi. Còn khi mà có ABS vô thì nó can thiệp là mình, các bạn thấy là mình thắng rất là ngắn luôn, cái quãng đường phanh cực ngắn. Và thứ hai nữa, nó rất là ổn định, cái xe nó không có bị sàn lắc. Thì cái này rất là ok khi mà chúng ta lắp hai kinh, tại vì nó hỗ trợ được cả bánh trước và bánh sau, cho nên là cái xe nó không có hiện tượng sàn lắc.
rất là ok, rất là chuẩn. Đó. Thì vừa rồi mình giới thiệu với anh em một cái xe Supra GTR của Honda nhập khẩu từ Indo. Vừa được shop mình nâng cấp cho một bạn khách ở Gia Nghĩa lên cái bộ phanh ABS của Boss Moto dành cho xe Winner, xe Supra GTR. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp phanh ABS thì chúng ta cứ ghé địa chỉ ở dưới cho mình ha. Hoặc là anh em nào ở Đắk Lắk hoặc khu vực gần Đắk Lắk thì anh em có thể ghé địa chỉ 123 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Rồi, mọi thắc mắc của anh em thì hãy để lại comment bên dưới, và hoặc là anh em gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình cho mình nha. Rồi, cảm ơn anh em thật nhiều. Đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình một subscribe, để tạo động lực cho mình làm những video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt anh em.